nay chúng ta sẽ vừa học tiếng Anh, vừa cùng nhau vẽ tranh. Các bạn có biết trong tiếng Anh, đại dương đọc như thế nào không? Ocean. Đúng rồi, chúng ta hãy cùng nhau đọc thật to từ này nha. Ocean, ocean. Giờ mình sẽ vẽ từ này thành một cái bức tranh về đại dương. Mình sẽ vẽ một con bạch tuộc từ chữ O, chữ C, chữ E. Một con bạch tuộc khổng lồ luôn. Với những cái tua thiệt là dài.